Cái đấy chi tiết hơn nó nằm ở nội dung thứ hai, em sẽ chia sẻ cho các anh chị. Ở đây thì em thấy là chị Lụa có hỏi là trường hợp phát hiện hóa đơn năm 2022 là hóa đơn hủy nhưng chưa gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế. À, nhưng gửi thông báo sai sót lên cơ quan thuế là thay thế thì giờ có cần lập lại thông báo sai sót cho hóa đơn đó lên cơ quan thuế không? Hóa đơn này đáng lẽ là hủy nhưng mà mình lại lại gửi thông báo thay thế mà không không bị từ chối ạ. Hóa đơn năm 2022 đã hủy nhưng mà gửi thông báo sai sót lên thuế thì lại thể hiện là thay thế. Cái này thì anh cũng không rõ nữa tại vì bây giờ nó cũng đã qua cái thời điểm đấy khá lâu rồi. Đáng lẽ tại thời điểm này lúc mà mình kê khai hay là thuế người ta rà soát lại người ta thấy là cái trường hợp đó của mình xử lý có vấn đề thì người ta sẽ phải thông báo được anh chị. Thì với cái tình huống này á, anh chị mình liên hệ lên cơ quan thuế hỏi thêm giúp em nhé, chị Lụa nhé. Tại vì nếu như mà cái trường hợp này mình chưa có làm thông báo sai sót hủy để mà gửi lên thuế thì trên hệ thống của thuế vẫn ghi nhận hóa đơn này là hóa đơn mới, hóa đơn chưa có bị hủy. Dạ, nên là cái chỗ này thì trường hợp này thì em cũng không rõ là mình phải xử lý như nào nên là chị có thể tham khảo thêm ý kiến thuế giúp em ạ. Dạ vâng ạ. Chị Linh hỏi là nếu sai tên hàng, có những thông tin khác không sai thì lập như thế nào? Dạ, trường hợp này của chị nếu hóa đơn đã gửi người mua thì chị có thể xử lý bằng cách là lập hóa đơn thay thế hoặc lập hóa đơn điều chỉnh. Thì trường hợp này theo em là chị có thể làm hóa đơn điều chỉnh ha. Còn xíu điều chỉnh như nào thì nó nằm ở nội dung thứ hai, em sẽ hướng dẫn cho cụ thể. Dạ ở đây anh chị có hỏi là nghĩa là sử dụng chứng từ bán hàng cũ để sửa lại phần nội dung hoặc điều chỉnh sai à, chứ không cần lập lại một chứng từ bán hàng mới đúng không? Cái này mình đang hỏi về trường hợp thay thế phải không ạ? Đang hỏi trường hợp thay thế hay điều chỉnh ạ? À, lúc nãy em chia sẻ về chỗ mà mình xử lý bằng cách là lập hóa đơn thay thế thì mình có thể mở lại chứng từ bán hàng cũ để mình chỉnh sửa lại thông tin cho đúng rồi mình phát hành hóa đơn. Trên hóa đơn thì nó sẽ phải thể hiện dòng là đây là hóa đơn thay thế cho hóa đơn số mẫu số ký hiệu ngày tháng năm. Thì em cũng có trao đổi với các anh chị để đấy là trường hợp anh hướng dẫn cho hóa đơn thay thế và hóa đơn gốc của mình cùng ký kê khai. Dạ, còn nếu trường hợp mà khác ký kê khai ấy, thì cái này còn phải xem là sai như thế nào để mình xử lý cho phù hợp. Thì thường với trường hợp mà khác ký kê khai thì em sẽ hướng dẫn các anh chị là mình vẫn giữ nguyên cái chứng từ bán hàng cũ. Mình không có động tới chứng từ đó, không có chỉnh sửa thông tin gì ở trên đấy cả. Có nghĩa là giá trị trước đó mình ghi nhận như thế nào anh chị vẫn giữ nguyên. Nhưng mà mình sẽ mở cái chứng từ đó lên để mình bỏ tích cái ô thay thế đi. Tại vì mặc định là cái hóa đơn khi mình đã hủy thì cái chứng từ bán hàng cũ lập kèm cùng hóa đơn ấy nó sẽ được tự động nó tích vào cái ô là hóa đơn thay thế. Nhưng bây giờ mình sẽ xuất hóa đơn thay thế riêng. Là mình sẽ mở lại chứng từ bán hàng cũ để mình bỏ tích cái ô thay thế. Rồi sau đấy anh chị vào anh chị xin một cái chứng từ bán hàng hoặc là một cái chứng từ vụ khác để ghi nhận cái phần chênh lệch khi mà anh chị xuất hóa đơn thay thế rồi tự vào tab xuất hóa đơn ở trên phân hệ bán hàng để xuất một cái hóa đơn thay thế riêng. Cái này thì
ở cái nội dung này em không có đi chi tiết được vào từng cái trường hợp như vậy, nhưng mà em chia sẻ như thế là các anh chị nắm là nếu trường hợp hóa đơn thay thế và hóa đơn gốc của mình khác kỳ kê khai thì cái chứng từ bán hàng cũ các anh chị vẫn giữ nguyên, và anh chị xuất hóa đơn thay thế anh chị xem là nó chênh lệch so với cái giá trị anh chị xuất trước đó là bao nhiêu, để mình làm cái bút một cái chứng từ khác để mà mình ghi nhận cái phần chênh lệch anh chị cần điều chỉnh thêm. Đó, còn với trường hợp mà điều chỉnh hóa đơn ấy thì cái chứng từ hạch toán điều chỉnh luôn luôn là mình xuất riêng, mình ghi nhận riêng. Nếu mà điều chỉnh tăng thì cái phần điều chỉnh tăng chênh lệch đó thì anh chị thể hiện ở trên chứng từ bán hàng hoặc là chứng từ nghiệp vụ khác. Còn nếu mà điều chỉnh giảm thì các anh chị có thể ghi nhận ở trên chứng từ trả lại hàng bán, giảm giá hàng bán hoặc chứng từ nghiệp vụ khác. Đó. Ở đây em thấy là chị Quỳnh Nga có hỏi là trường hợp hóa đơn sai đơn giá số lượng nhưng công ty đã nộp thuế thì xử lý như nào? Ý chị là đã kê khai hóa đơn đúng không ạ? Bây giờ mình không có phân biệt các cái tình huống xử lý sai sót bằng việc là kê khai hay là chưa kê khai, giống như là theo quy định cũ trước đây. Chị xác định giúp em là hóa đơn này nếu đã gửi cho người mua rồi phát hiện sai đơn giá số lượng thì chị có thể xuất hóa đơn thay thế hoặc chị xuất hóa đơn điều chỉnh chị Nga nhé. Ở đây thì anh chị Dương Lê có hỏi là mình nhận hóa đơn của kỳ trước nhưng kỳ này mới phát hiện bị sai địa chỉ trên hóa đơn thì mình cần làm như thế nào? Mình là bên người mua đúng không ạ? Cho em hỏi là ngoài sai địa chỉ thì các nội dung khác ở trên hóa đơn có đúng không? Mã số thuế hay là các cái giá trị của các mặt hàng mà các anh chị mua có đúng không? Nếu vẫn đúng thì anh chị có thể yêu cầu bên người mua ấy, à bên người bán ấy, người ta xử lý cái tình huống này cho phù hợp nhé. Trường hợp này nếu mà ở bên người mua thì vẫn lấy hóa đơn này về kê khai như bình thường. Tại vì như vừa rồi em cũng đã chia sẻ với các anh chị, nó nằm trong cái trường hợp thứ hai của cái phần xử lý sai sót này này. Đơn đã gửi cho người mua, người bán phát hiện sai, chỉ sai tên địa chỉ người mua thôi. Còn các nội dung khác không sai thì người bán sẽ giải trình với người mua. Giải trình thì có thể gửi thông báo qua email và người bán sẽ làm thông báo sai sót giải trình gửi lên cơ quan thuế. Đấy, hóa đơn này bên mua lấy về kê khai bình thường nếu không sai các nội dung khác, chỉ sai địa chỉ. Dạ vâng ạ. Ở đây chị Linh có hỏi là hóa đơn thay thế hoặc điều chỉnh khác kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng của hóa đơn gốc thì hóa đơn thay thế điều chỉnh kê khai tại kỳ nào? Dạ, hóa đơn thay thế điều chỉnh kê khai vào kỳ của hóa đơn gốc ạ. Thực ra nói hóa đơn gốc thì chưa đủ ý lắm.
Nói chính xác hơn là hóa đơn thay thế điều chỉnh sẽ kê khai vào kỳ của hóa đơn bị thay thế bị điều chỉnh ạ. Một lát nữa cuối giờ thì Misa sẽ gửi slide vào phần trò chuyện nhé. Anh chị bên TH khuất xá ấy, cái này mình theo dõi cuối giờ bên em gửi cho mình tài liệu thì anh chị có thể xem lại được các cái nội dung này ạ. Dạ vâng, anh chị Dương Lê, mình nộp lại tờ khai bổ sung của các của cái kỳ mà phát sinh cái hóa đơn gốc ạ. Cái này nội dung ngày hôm qua em có chia sẻ về cái chỗ kê khai thuế ấy. Đó thì những cái hóa đơn mà các anh chị xuất thay thế điều chỉnh nó khác kỳ so với hóa đơn gốc mà cái tờ khai của cái kỳ phát sinh hóa đơn gốc các anh chị đã nộp thì mình sẽ phải lập tờ khai bổ sung để mình đưa giá trị của các hóa đơn thay thế điều chỉnh kỳ sau vào mình kê khai. Tại vì cái việc là anh chị xuất thay thế điều chỉnh là nó đang làm thay đổi nghĩa vụ của cái kỳ anh chị đã kê khai trước đó. Nên là mình sẽ phải làm tờ khai bổ sung để mình kê khai lại cho nó chính xác số liệu nhé. Ở đây anh chị hỏi là hóa đơn bị hủy rồi xuất lại có được xem như hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy không? Dạ, anh chị hủy hóa đơn sau đó muốn xuất lại để phần mềm hiểu đây là hóa đơn thay thế thì anh chị phải kiểm tra xem là trên cái chứng từ của mình á, nó có được tích vào ô là hóa đơn thay thế hay không. Với cả là thường thì khi mà em hướng dẫn anh chị về chỗ xuất hóa đơn thì em sẽ lưu ý các anh chị là mình nên xem hóa đơn trước khi phát hành để coi được coi là hóa đơn của mình nó đã ok chưa. Thì với hóa đơn thay thế nó sẽ phải có một cái dòng là có một cái dòng nó ghi là thay thế cho hóa đơn số ký hiệu ngày tháng năm thì nó phải có cái dòng đấy thì nó mới hiểu đó là hóa đơn thay thế. Nên là cái chỗ này để các anh chị xem lại giúp em kiểm tra lại nhá, phải có dòng thay thế như vậy thì nó mới được ạ. Còn nếu mà mình đơn thuần là một cái hóa đơn mới hoàn toàn thì cái đấy nó nằm trong trường hợp là mình đang hủy để mình xuất mới rồi thì phải làm thông báo sai sót gửi thuế nhé. Ở đây thì em thấy là anh chị Phương mình có hỏi là nhà cung cấp xuất hóa đơn cho công ty mình. Đúng ra là phải có cái đơn vị tiền tệ là USD nhưng mà họ xuất nhầm Việt Nam đồng. Sau đó họ làm hóa đơn điều chỉnh thì trên dòng đơn vị tiền tệ họ điền là USD và nội dung hàng hóa vẫn giữ nguyên như hóa đơn cũ. Tuy nhiên không thể hiện nội dung điều chỉnh tỷ giá hóa đơn. Thì trong trường hợp này yêu cầu họ điều chỉnh lại như thế nào thì đúng.
Nếu như mà mình đang ở bên phía người mua, mình phát hiện ra là bên người bán xuất hóa đơn thể hiện sai các cái nội dung như vậy. Trường hợp này thì em thấy là em cũng không rõ là các cái thông tin ở trên hóa đơn gốc ghi về giá trị như thế nào. Nên là theo em với tình huống này của chị ấy, để mà đơn giản thì chị có thể yêu cầu bên người bán xuất một hóa đơn điều chỉnh nữa, điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị ở trên cái hóa đơn gốc đi. Em nói lại chỗ này nhé. Đầu tiên là chị có thể yêu cầu bên người bán xuất một cái hóa đơn điều chỉnh lần hai để điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị của hóa đơn gốc có đơn vị tiền tệ là Việt Nam đồng đi. Các thông tin trên hóa đơn gốc như nào bây giờ ghi giảm toàn bộ hết đi nhé. Đó là cái điều chỉnh lần hai làm như vậy. Xuất thêm một hóa đơn điều chỉnh lần thứ ba để điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị của hóa đơn điều chỉnh lần một đi. Nó chính là cái hóa đơn mà mình xuất lại thể hiện cái thông tin của đơn vị tiền tệ là USD và có điền lại cái thông tin của tiền hàng ấy. Đó, mình ghi giảm lại như vậy. Sau đó thì xuất tiếp một hóa đơn điều chỉnh lần thứ 5 thể hiện thông tin đúng. Có nghĩa là đơn vị là USD. Các cái thông tin về số lượng, đơn giá, thành tiền thuế, các thứ thể hiện cho chính xác. Đó, thì cái chỗ đấy là theo em. Tại vì em cũng không nắm được là cái nội dung gốc của mình như thế nào và mình điều chỉnh mình đang gõ các cái giá trị ở trên hóa đơn đấy là nó theo cái Việt Nam đồng hay là nó theo USD. Nên là em có cái hướng là mình sẽ xuất điều chỉnh lại như vậy. Nói chung là các anh chị khi mà xuất hóa đơn điều chỉnh nó hơi phức tạp một chút đấy, đó là các anh chị sẽ phải tính toán số liệu và mình sẽ xem là mình sẽ phải điều chỉnh cái phần chênh lệch như thế nào. Đấy nên là khi mình xuất điều chỉnh nhiều lần thì mình sẽ phải cộng hóa đơn gốc và các hóa đơn điều chỉnh để ra một cái hóa đơn có giá trị đúng. Đó, nên là thường nhá, khi mà em hướng dẫn ấy, với trường hợp mà anh chị xác định được nó nằm trong tình huống là mình có thể thay thế hoặc điều chỉnh thì em sẽ hay hướng dẫn anh chị là mình chọn cái cách nào mà nó dễ. Với cả là mình cũng thỏa thuận với người mua cái hướng nào mà nó đơn giản cho cả hai bên ấy. Thì mình có thể lựa chọn cái hình thức là mình xuất hóa đơn thay thế. Tại vì như thế này nhá, trong quy định nó có một cái nó ràng buộc ở cái chỗ phần xử lý sai sót hóa đơn này. Cụ thể là ở trong điểm C khoản 1 điều 7 thông tư 78/2021. Em sẽ cho anh chị xem là trong cái phần này nó đang quy định như thế nào, rồi em sẽ diễn giải cho anh chị hiểu cái tình huống này. Nên là chỗ này thì anh chị lưu ý giúp em nhé, mình chọn cái hướng nào mà nó dễ cho mình, trường hợp mà bị sai sót nhiều lần ấy, xử lý nó cũng đỡ hơn, đỡ cực hơn ạ. Điểm C khoản 1 điều 7. Đây ạ. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có sai sót và người bán đã xử lý theo hình thức điều chỉnh hoặc thay thế theo quy định tại điểm B khoản 2 điều 19 nghị định 123/2020. Sau đó lại phát hiện hóa đơn tiếp tục có sai sót thì các lần xử lý tiếp theo người bán sẽ thực hiện theo hình thức đã áp dụng khi xử lý sai sót lần đầu. Rồi có nghĩa là nếu anh chị phát hiện trường hợp hóa đơn sai sót đó có thể lựa chọn thay thế hoặc điều chỉnh thì anh chị lựa chọn cách là điều chỉnh đi chẳng hạn. Thì trường hợp anh chị xuất hóa đơn điều chỉnh lần một bị sai thì các anh chị sẽ xuất lại một cái hóa đơn điều chỉnh lần hai. Có nghĩa là mình cứ xuất lại hóa đơn điều chỉnh làm sao cho tới khi nào mình cộng hóa đơn gốc với các hóa đơn điều chỉnh nó ra hóa đơn có giá trị đúng. Mình đã chọn điều chỉnh thì mình chỉ có điều chỉnh thôi chứ không có chuyển sang thay thế và cũng không được phép hủy hóa đơn. Không hủy hóa đơn gốc, không hủy hóa đơn điều chỉnh. Anh chị lưu ý, nếu muốn làm giảm giá trị hóa đơn trước đó anh chị xuất thì mình điều chỉnh giảm toàn bộ giá trị hóa đơn đi chứ không có vào hủy hóa đơn nhé. Vậy rồi tiếp là nếu trường hợp anh chị lựa chọn cái hình thức là anh chị thế thì nếu chẳng may hóa đơn thay thế anh chị xuất bị sai thì anh chị sẽ xuất lại một cái hóa đơn thay thế khác chứ không có được chuyển sang điều chỉnh nhé. Đã chọn lần đầu tiên đã chọn xử lý như thế nào, thay thế hay điều chỉnh, lần tiếp theo vẫn xử lý giống như lần đầu tiên mình lựa chọn cái hình thức để mình áp dụng, đúng không ạ?
Đó thì đấy là một cái ràng buộc. Thế nên là nếu đã chọn hình thức là điều chỉnh thì điều chỉnh sai phải điều chỉnh lại nhiều lần cho tới khi nào đúng. Đúng ở đây có nghĩa là cộng hóa đơn gốc với các hóa đơn điều chỉnh đúng nha anh chị. Nên là mình phải tính toán đấy, nó hơi hơi rắc rối đấy. Còn nếu mà mình muốn tiện hơn sau này, mình có thể thỏa thuận với bên mua là mình xuất cả hóa đơn thay thế đi cho nó dễ. Xuất hóa đơn thay thế thì hủy hóa đơn gốc bị sai đi, sau đấy xuất lại. Nếu mà trường hợp xuất hóa đơn thay thế lần một sai thì hủy hóa đơn thay thế lần một đi, xuất lại một hóa đơn thay thế lần hai. Hóa đơn thay thế lúc nào nó cũng thể hiện cái giá trị đúng ở trên đấy, không cần phải tính toán để mà điền số chênh lệch. Nên là nó sẽ đơn giản hơn. Em thấy là như vậy. Chị Linh hỏi là hóa đơn đầu vào được kê vào kỳ trễ hơn ngày hóa đơn được không? Ví dụ hóa đơn trong tháng 5 kê khai sang tháng 7. Bây giờ với các hóa đơn bị bỏ sót, các anh chị phải kê vào đúng kỳ. Có nghĩa là mình phải đưa cái hóa đơn tháng 5 đấy vào đúng kỳ kê khai của quý 2 hoặc tháng 5, không kê sang tháng 7 ạ. Em quay lại với nội dung của buổi ngày hôm nay nhé. Đó là em vừa hướng dẫn cho các anh chị về trường hợp ba cái trường hợp phía trên rồi. Anh chị hủy hóa đơn, anh chị xuất mới, anh chị giải trình hóa đơn hoặc là anh chị thay thế điều chỉnh. Ở đây nó có tình huống thứ tư. Trường hợp thứ tư ở đây là trường hợp hóa đơn quy định cũ bị sai. Cái này em cũng thấy là không có gặp nhiều, nên là cái nội dung này thì em nhờ các anh chị mình mà có vướng thì các anh chị xem thêm ở trên tài liệu bên em gửi vào cuối giờ. Vừa rồi về phần demo thì em hướng dẫn cho các anh chị thao tác. Còn nếu trường hợp ở đây có anh chị nào đang sử dụng sản phẩm Misa SME thì thực ra các cái thao tác anh chị làm nó cũng gần tương đương với nhau thôi. Tuy là giao diện thì nó hơi khác một chút. Vậy thì với trường hợp số 1 ấy là anh chị phát hiện hóa đơn anh chị chưa gửi cho người mua thì như em đã hướng dẫn là anh chị sẽ làm thông báo sai sót để gửi tới cơ quan thuế. Trường hợp này bắt buộc làm thông báo sai sót thì cái trạng thái của hóa đơn thể hiện trên hệ thống bên thuế nó mới đúng được. Đó, nên là cái này quan trọng anh chị nha. Thì về thông báo sai sót anh chị muốn làm ở trên SME thì các anh chị vào phân định hóa đơn điện tử, nhấn vào tab thông báo hóa đơn sai sót, rồi nhấn vào lập thông báo ở đây. Phần mềm sẽ tự động chuyển lên giao diện của miền VoiceWeb để các anh chị thực hiện. Đó, thì thông báo sai sót anh chị sẽ chọn nội dung là hủy, gõ lý do vào, nhấn ký điện tử và gửi thông báo sai sót tới cơ quan thuế. Dạ, rồi tiếp đấy thì mình sẽ vào hủy hóa đơn. Anh chị nhấn vào tab hủy hóa đơn ở đây, rồi nhấn vào thêm hủy hóa đơn, rồi tìm tới hóa đơn cần hủy. Mình không có hủy hàng loạt nhiều hóa đơn được, mình sẽ hủy lần lượt từng hóa đơn các anh chị nhé. Và phải kiểm tra kỹ xem là mình đã chọn tới đúng hóa đơn cần hủy hay chưa. Rồi các anh chị gõ lý do hủy vào đây, sau đó nhấn cất. Thì cái hóa đơn mà các anh chị đã hủy ấy, nó sẽ tách ra khỏi chứng từ bán hàng. Nếu như mà trước đấy các anh chị có lập hóa đơn kèm với chứng từ bán hàng các anh chị nhé. Ở đây với trường hợp này của em á, thì cái hóa đơn vừa rồi em hủy thì nó không có được lập với chứng từ bán hàng. Đấy, nên là với tình huống này em muốn xuất hóa đơn mới thì em cứ vào em lập một chứng từ bán hàng mới để em vừa ghi nhận doanh thu và em vừa thể hiện cái thông tin đúng cho cái hóa đơn mà em xuất lại. Hoặc là em có thể vào em thêm một cái hóa đơn mới. Đó, thì trên hóa đơn ấy mình không có cần phải tích vào ô thay thế gì ở đây cả. Nếu mà trường hợp các anh chị thấy là cái hóa đơn hay là cái chứng từ bán hàng của mình á, nó bị tích vào ô thay thế cho hóa đơn số
ngày mẫu số ký hiệu ở đây thì anh chị bỏ tích đi giúp em. Cái này anh chị cứ kiểm tra nhấn qua bên tab khác ở trên chứng từ nhá. Cái này nó không có show ra hẳn ở trên cái phần này đâu, mà nó nằm ở trên tab khác ấy. Đó, thì qua bên tab khác này kiểm tra giùm em. Chỗ này. Dạ, còn nếu trường hợp hóa đơn anh chị phát hiện sai sót về tên, địa chỉ và hóa đơn này đã gửi cho người mua rồi, nếu chỉ sai tên địa chỉ thôi thì mình giải trình với người mua. Giải trình anh chị có thể gửi một cái email để thông báo cho họ biết nhé, và làm một cái thông báo sai sót để mà gửi tới cơ quan thuế. Thì trên thông báo sai sót cho nội dung là giải trình. Còn nếu trường hợp anh chị phát hiện hóa đơn sai sót rơi trong tình huống là anh chị phải thay thế hoặc là điều chỉnh, thì khi mà anh chị lựa chọn cách là thay thế thì anh chị phải làm bước đầu tiên là mình hủy cái hóa đơn sai sót trước đã. Hủy hóa đơn sai sót đi, sau đấy thì mình sẽ lập hóa đơn thay thế. Mình có thể mở lại chứng từ bán hàng trước đấy. Thì mình thấy là trên cái tab khác của chứng từ ấy, nó sẽ được tích vào ô là hóa đơn thay thế. Đó, thì các anh chị mình sẽ chỉnh sửa lại các thông tin ở trên chứng từ cho chính xác là các anh chị xuất. Hoặc là anh chị có thể xóa, anh chị có thể thêm một cái chứng từ bán hàng khác để anh chị thể hiện cái thông tin cho cái hóa đơn thay thế cũng được. Nhưng lưu ý giúp em là lúc mà mình xuất hóa đơn ấy, để phần mềm hiểu được nó là hóa đơn thay thế thì nó phải được tích vào cái ô thay thế cho hóa đơn ở đây này, trên tab khác nhá, kiểm tra giúp em chỗ này. Nếu không có cái phần này á thì đây sẽ không được hiểu là hóa đơn thay thế đâu. Còn nếu anh chị lựa chọn cái cách là lập hóa đơn điều chỉnh thì cũng giống như đối với sản phẩm Amix kế toán, thì SME các anh chị vào phân hệ bán hàng và bên tab xuất hóa đơn, mình nhấn vào mũi tên bên cạnh chức năng thêm và chọn tới hóa đơn điều chỉnh. Thì khi mà anh chị điều chỉnh hóa đơn ấy, mình sẽ chọn tới hóa đơn gốc để mình điều chỉnh. Kể cả hóa đơn anh chị sai nhiều lần, khi mà anh chị lựa chọn hóa đơn để điều chỉnh, mình cũng vẫn sẽ chọn tới hóa đơn gốc nhá. Đối với SME thì nó sẽ khác so với Amit, đó là SME thì sẽ có hai cái hình thức để anh chị điều chỉnh ở đây. Mình điều chỉnh về giá trị hay điều chỉnh về thông tin thì mình sẽ tích chọn vào đúng. Đó, tích chọn cho đúng giúp em. Trên hóa đơn điều chỉnh nó sẽ có thể hiện là điều chỉnh cho hóa đơn mẫu số, ký hiệu, số ngày tháng năm như thế này. Đó, anh chị gõ lý do điều chỉnh vào, điều chỉnh về thông tin gì để anh chị chỉ gõ lại thông tin đó thôi. Cái gì sai sửa lại cái đó. Nếu liên quan tới giá trị thì điền số chênh lệch cần điều chỉnh ở trên hóa đơn. Dạ, thực hiện xong thì nhấn phát hành hóa đơn. Đó, thì đấy là cái thao tác mà anh chị xử lý ở trên SME. Và em cũng có lưu ý trước đấy là với trường hợp thay thế điều chỉnh thì đa số cơ quan thuế hướng dẫn là không cần phải làm thông báo sai sót. Đó, thì các anh chị không cần phải thực hiện. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể là mình chưa nắm rõ là thuế có yêu cầu phải làm hay không. Các anh chị cũng có thể là liên hệ cơ quan thuế để hỏi chính xác hơn về tình huống này. Hoặc là không hỏi được hay là cũng không chắc lắm thì cứ làm. Cứ làm giúp em, thà anh chị làm thừa còn hơn là anh chị để thiếu. Tại vì trong quy định của thông tư 78 có quy định về thời điểm anh chị làm thông báo sai sót cho trường hợp thay thế điều chỉnh nha, nó có hạn đấy. Rồi, thế thì bây giờ em sẽ chia sẻ sang một cái phần cũng đáng lưu ý liên quan tới thông báo sai sót của hóa đơn. Đầu tiên thì thông báo sai sót hóa đơn mình có thể thực hiện cho từng hóa đơn hoặc cho danh sách của nhiều hóa đơn cùng một lúc. Vậy thì có một số những lưu ý về thông báo sai sót thì em sẽ chia sẻ với anh chị ở đây để mình nắm giúp em nhé. Nắm giúp em là khi nào bắt buộc làm thông báo sai sót và khi nào thì không bắt buộc phải làm. Thao tác ở trên Amis em đã hướng dẫn trước đó rồi ạ. Anh chị nào mà vào sau chưa theo dõi được thì phía trợ giám bên em cũng có gửi cho mình tài liệu ấy, cái đấy mình xem lại giúp em, hoặc là cuối giờ bên em tổng hợp đưa cái video lên hết thì mình xem lại nha.
Rồi bây giờ em qua cái nội dung lưu ý về trường hợp nào bắt buộc làm thông báo sai sót. Rồi cái này bắt buộc nha, bắt buộc là phải thực hiện. Không thực hiện thì đây là một phần thiếu sót đấy ạ. Vậy thì có 4 trường hợp bắt buộc doanh nghiệp phải gửi thông báo sai sót đến cơ quan thuế. Thông báo sai sót này là gửi cho cơ quan thuế nhá, chứ không phải là gửi cho bên người mua, nên là không phải là không muốn gửi thì không gửi cũng được đâu. Phải gửi. Rồi, thế thì trường hợp 1 là chính là cái trường hợp anh chị phát hiện hóa đơn sai sót chưa gửi cho người mua. Thì trên thông báo sai sót anh chị lập gửi thuế phải chọn nội dung là hủy. Phải chọn nội dung là hủy. Thì trên hệ thống của thuế mới cập nhật trạng thái của hóa đơn này là hóa đơn bị hủy. Còn nếu không làm cái này thì hóa đơn đấy nó vẫn là hóa đơn mới. Hệ thống của thuế vẫn ghi nhận doanh thu hóa đơn đó bình thường. Rồi, trường hợp thứ hai chính là cái trường hợp hóa đơn sai sót đã gửi người mua và chỉ sai về tên, địa chỉ người mua, còn các nội dung khác không sai. Thì trên thông báo sai sót anh chị chọn nội dung là giải trình. Đó chính là cái trường hợp thứ hai em chia sẻ ở trên tài liệu đấy ạ. Dạ, trường hợp thứ ba là lập thông báo à là trường hợp mà lập hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 để mà thay thế cho hóa đơn đã phát hành theo Nghị định 51-2010. Đấy. Có nghĩa là anh chị đã sử dụng hóa đơn theo Nghị định 123 rồi. Nhưng mà bây giờ mình phát hiện ra những cái hóa đơn ở quy định cũ bị sai. Thì trường hợp này anh chị xử lý bằng cách là mình lập hóa đơn thay thế. Đó, thì bắt buộc là anh chị phải làm thông báo sai sót thay thế để gửi đến cơ quan thuế. Còn một trường hợp thứ tư nữa, trường hợp này chính là tình huống mà cơ quan thuế gửi thông báo rà soát về đơn vị của mình. Thuế gửi thông báo rà soát cho các anh chị biết là anh chị đang có sai sót hay là đang có chênh lệch về những cái hóa đơn nào. Nói chung là đang có cái chỗ xử lý sai sót nó chưa phù hợp thì thuế sẽ thông báo rà soát cho các anh chị. Thì từ cái thông báo rà soát đấy, các anh chị cũng sẽ phải làm thông báo sai sót để gửi tới cơ quan thuế các anh chị nha. Thì đó chính là 4 trường hợp bắt buộc phải làm thông báo sai sót gửi cơ quan thuế. Còn tuy nhiên thì cũng sẽ có một số trường hợp anh chị có thể không không cần thiết là phải làm thông báo sai sót gửi thuế. Thì ở đây em chia sẻ với các anh chị về cái trường hợp này ha, nó sẽ có 2 trường hợp thôi. Ở trường hợp 1 là trường hợp anh chị phát hiện hóa đơn sai sót đã gửi người mua. Hóa đơn bị sai thông tin về mã số thuế, số tiền thuế, thuế suất hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách chất lượng. Thì anh chị có thể thay thế hoặc là điều chỉnh hóa đơn. Vậy thì trường hợp thay thế điều chỉnh này có một cái công văn của Tổng cục Thuế là công văn số 1647 của Cục Thuế Bắc Ninh. Trả lời cho Cục Thuế Bắc Ninh thì đang hướng dẫn tình huống này thì không có cần phải gửi thông báo sai sót để đảm bảo một thông tin chính xác. Thì anh chị cũng có thể là trao đổi thêm với cơ quan thuế quản lý của mình. Đó, xem là có cần phải làm hay không. Nếu thuế yêu cầu làm thì các anh chị cứ làm nha. Còn đa số thì em thấy là không cần, không bắt buộc. Đó, không bắt buộc thôi. Còn nếu mà yêu cầu làm thì vẫn làm. Rồi trường hợp thứ hai chính là trường hợp bên người bán xuất hóa đơn và gửi hóa đơn lên cơ quan thuế theo bảng tổng hợp. Bảng tổng hợp này là mẫu 01 THHDDT. Thường thì em thấy là mình sử dụng hóa đơn không mã thì mình sẽ có cái bảng tổng hợp này để mình gửi, có thể gửi vào cái thời điểm mà anh chị lập cái tờ khai gửi cơ quan thuế. Đó, thì với trường hợp mà có gửi hóa đơn theo bảng tổng hợp thì khi hóa đơn bị sai sót thì anh chị không có cần phải làm thông báo sai sót gửi cơ quan thuế. Vậy thì một cái nội dung nữa các anh chị quan tâm đó là thời hạn gửi thông báo sai sót cho cơ quan thuế là khi nào? Tại vì anh chị cũng biết là nếu mà nộp chậm thông báo sai sót thì mình sẽ có cái quy định về phần xử phạt đúng không ạ? Dạ, thế thì ở đây á, đối với trường hợp anh chị hủy hóa đơn để mà xuất mới hay là trường hợp anh chị giải trình ấy thì hiện tại là chưa có quy định cụ thể nào về thời hạn gửi thông báo sai sót cả. Nên là Misa khuyến nghị các anh chị mình nên gửi thông báo sai sót ngay khi phát hiện hóa đơn sai sót nhé.
Có nghĩa là anh chị cứ nắm giúp em là các bước xử lý sai sót nó bao gồm những gì. Thì khi mình làm á, mình cứ thực hiện đầy đủ luôn một lần đi. Đó, chứ đừng có để đến ngày hôm sau rồi mới làm sau. Hoặc là nhiều anh chị là để tới cuối tháng mới làm luôn một lần. Thì như vậy nó cũng hơi rủi ro. Anh chị xử lý sai sót, anh chị thấy là mình cần phải làm những gì thì làm đủ các bước đó luôn để tránh quên nhá, tránh quên tránh sót ạ. Dạ thì đấy là trường hợp hủy với giải trình thì không có quy định về thời hạn, nên là anh chị làm luôn, làm càng sớm càng tốt. Phát hiện sai sót cái là xử lý luôn. Còn với trường hợp mà thay thế điều chỉnh ấy, nếu trường hợp thay thế điều chỉnh mà thuế yêu cầu anh chị phải gửi thông báo sai sót nha. Thì trong quy định tại điều 1 khoản 7 thông tư 78/2021 quy định thời hạn nộp thông báo sai sót cho trường hợp thay thế điều chỉnh này chậm nhất sẽ là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế giá trị gia tăng phát sinh hóa đơn điện tử đã xử lý sai sót. Thế thì ở đây anh chị thấy là thời hạn nó sẽ là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế. Và có thể là anh chị cũng không biết là ngày cuối cùng của kỳ kê khai thuế là cùng cái thời hạn nộp tờ khai hay nó là ngày nào, đúng không ạ? Thì đây bên em cũng có cái ví dụ để anh chị hình dung rõ hơn này. Ví dụ là doanh nghiệp lập hóa đơn vào tháng 6. Đến tháng 7 thì phát hiện hóa đơn sai sót phải điều chỉnh. Đó, thì nếu phải làm thông báo sai sót thì thông báo sai sót các anh chị sẽ lập chậm nhất là ngày 31 tháng 7 nếu anh chị kê khai thuế theo tháng, và hạn cuối là ngày 30 tháng 9 nếu anh chị kê khai thuế theo quý. Đó, tại vì thời hạn của mình sẽ là ngày cuối cùng của kỳ kê khai chứ không phải là ngày cuối cùng anh chị nộp cái tờ khai thuế nha. Rồi, thế thì ở đây anh chị cũng có thể là xem giúp em Điều 19 Nghị định 125/2020 sẽ có quy định về xử phạt nếu anh chị nộp chậm hoặc là không nộp thông báo sai sót. Thế thì nếu quá thời hạn từ 1 đến 5 ngày có tình tiết giảm nhẹ thì sẽ phạt cảnh cáo. Quá thời hạn từ 1 tới 10 ngày không có tình tiết giảm nhẹ phạt từ 1 tới 3 triệu đồng. Quá thời hạn quy định từ 11 tới 20 ngày phạt từ 2 tới 4 triệu đồng. Quá thời hạn từ 21 tới 90 ngày phạt từ 4 tới 8 triệu đồng. Còn quá thời hạn từ 91 ngày trở lên hoặc không gửi thông báo sai sót phạt tiền từ 5 tới 15 triệu đồng các anh chị nhá. Cái này thì anh chị có thể tham khảo thêm về chỗ này. Đó thì đấy là những cái phần mà em chia sẻ với các anh chị về chỗ thông báo sai sót. Anh chị thấy là cái việc lập thông báo sai sót rất quan trọng đúng không ạ? Trường hợp nào bắt buộc lập thông báo sai sót các anh chị làm đủ giúp em. Vì nếu không làm hoặc làm trễ sẽ có mức xử phạt cũng khá là cao đấy. Ở đây thì em thấy là anh chị user 4 mình có hỏi là nếu khách hàng có mã số thuế nhưng khi xuất hóa đơn khách hàng yêu cầu không viết mã số thuế chỉ viết tên thôi thì có sao không? Khách hàng này là doanh nghiệp. Nếu khách hàng là doanh nghiệp xuất hóa đơn phải có mã số thuế các anh chị nhá. Không có mã số thuế, hóa đơn đấy sẽ không ghi nhận được vào hóa đơn ở trên danh sách của hệ thống bên cơ quan thuế đâu. Nên là coi như hóa đơn không có mã số thuế là anh chị không có đủ điều kiện để mình lấy về mình kê khai khấu trừ đâu anh chị ạ. Hôm trước em có hỗ trợ mà anh chị là anh chị đấy nhận được hóa đơn bên nhà cung cấp xuất nhưng mà không có thể hiện cái mã số thuế của họ ở trên hóa đơn. Nên là khi mà vào tra cứu ở trên hệ thống bên tổng cục thuế không có hóa đơn đầu vào. Mà đã không có hóa đơn trên hệ thống thuế anh chị lấy về kê khai thuế người ta sẽ thấy không phù hợp. Nên là theo em tình huống đó, nếu mà người ta yêu cầu như vậy á thì có thể là người ta không có lấy cái hóa đơn đấy về để người ta kê khai. Đó thì tùy tình huống đấy để mình xuất thôi. Còn nếu mà người ta muốn lấy hóa đơn đấy về người ta kê khai, người ta khấu trừ thì với doanh nghiệp phải đầy đủ các cái thông tin. Chỉ khi nào xuất hóa đơn cho
cá nhân ấy mà họ không có cung cấp mã số thuế hoặc là họ không có mã số thuế thì mình mới để trống cái thông tin đó thôi. Với lại là anh nhớ là khi mà phát hành hóa đơn, để mà hóa đơn được thuế cấp mã thì nếu mà điền vào tên đơn vị ấy nha là phải có mã số thuế. Còn nếu không á thì điền vào tên người mua hàng. Nhưng mà để mà làm trên phần mềm Misa mà nó hiểu điền vào tên người mua hàng mà anh chị đang làm trên Amit ấy nha, phải khai báo đối tượng đấy là cá nhân mới được á. Rồi, vậy thì với nội dung đầu tiên em đã đi qua về các trường hợp lưu ý khi xử lý hóa đơn sai sót. Dạ, còn về cái nội dung thứ hai sẽ là hướng dẫn về cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh. Thì trước khi mà em đi vào nội dung thứ hai thì em xin phép nghỉ giải lao một chút các anh chị nhé. Dạ thì trong thời gian nghỉ giải lao này em gửi được các anh chị một link khảo sát về chương trình đào tạo của bên em. Thì nếu như mà các anh chị có theo dõi các chương trình và các anh chị có góp ý gì thì mình có thể thực hiện trên cái link khảo sát giùm em ạ. Em cũng mong là sẽ nhận được các góp ý từ anh chị. Dạ, thế thì em nghỉ giải lao, sau đấy em đi tiếp nội dung chương trình các anh chị nhé. Em gặp lại các anh chị mình sau ít phút nữa.